Xin chào tất cả mọi người, chào mừng cả nhà đã đến với kênh YouTube của Neo một lần nữa. Đừng quên nhấn like và subscribe và xem hết cuối video này nha. Ok, tại vì video này rất là hữu ích dành cho những bạn nào mà đang có vấn đề về mụn chút xíu, các bạn nhớ đón xem nha. Ok, thì sản phẩm hôm nay mà Neo muốn review đó chính là em này, bùm. Ok, không biết mọi người có thấy quen không nha, nhưng mà đối với Neo thì em này là một người bạn đồng hành trong khoảng thời gian vừa qua rất là nhiều, và bạn em này đã cứu vớt được cuộc đời gương mặt của Neo rất là nhiều trong khoảng thời gian vừa qua ha. Ok, trước mắt các bạn là một loại sữa rửa mặt Cetaphil. Ok, tên là Cetaphil ha. À, tại sao mà Neo chọn sản phẩm này Neo review, tại vì trong khoảng thời gian vừa qua, cách đây 3 tháng trước Tết á, khoảng thời điểm trước Tết, da của Neo lên mụn rất là nhiều và bị kiểu như là mụn đầu trắng rồi mụn bọc nó lên rất là nhiều, và lúc đó da mình rất là nhạy cảm, thì mình mới lên trên mạng mình mới tìm là một cái loại sữa rửa mặt mà kiểu như là để làm dịu da mình á, mà không có gây kích ứng cũng không có làm da mình tệ hơn á, thì Neo khám phá ra em này. Thì mới đầu thì Neo mua cái tiếp nhỏ này dùng thử thôi, là 125 ml. Thì trong khoảng thời gian dùng á thì Neo cảm thấy là da của mình nó cải thiện hơn, nó khỏe hơn, và so với các loại sữa rửa mặt khác thì em này có một lợi thế, đó là gì? Rẻ hơn rất là nhiều. Cái thứ nhất, cái hai là cái cảm giác mà sau khi các bạn rửa mặt xong á thì các bạn sẽ cảm giác là không, da của các bạn sẽ không bị khô nè. Những cái loại sữa rửa mặt mà các bạn mà Neo đã từng sử dụng, Neo cực kỳ không thích một phần, đó là gì? Nó có bọt, nó có xà phòng trong đó, nó làm cho da của Neo khô, và Neo không bao giờ thích. Thế giờ tại sao mà khi mà tìm được em này thì giống như là tìm được bí kíp vậy đó. Ok, thì khoảng thời gian đầu thì Neo sử dụng em này, Neo chỉ mua cái loại nhỏ thôi, thì xài được một thời gian hết rồi. Bây giờ các bạn thấy không, Neo có ghi là cái ngày là từ ngày 13 tháng 1 năm 2018, thì bây giờ Neo xài lúc đó thời điểm mà Neo bị mụn, Neo xài liên tục luôn, sáng sáng tối sáng tối sáng tối, nhưng mà khi mà mụn đỡ rồi Neo sẽ chỉ dùng buổi tối thôi hoặc là buổi sáng thôi, chứ là một lần trong ngày. Để và Neo sử dụng cái sản phẩm cái sữa rửa mặt của The Body Shop hay dòng Tea Tree á, thì để kết hợp hai cái đó thì nó sẽ giúp một cái là làm dịu da và một cái là làm cho ngăn ngừa khuẩn cho da. Ok, bây giờ không nói nhiều nữa, bây giờ sẽ đi vào công dụng cũng như là thành phần của em này ha. Ok, thì em này á nó nói đây là một sản phẩm, đây là một dược mỹ phẩm của Úc và sản xuất ở Canada. Ok, như mọi người có thể thấy thì chai mà Neo xài 125 ml xong, thì cách đây ít ngày thì Neo chạy ra một tiệm thuốc tây. Các bạn nhớ không, để mua được cái này các bạn phải chạy ra tiệm thuốc tây khá là lớn, Hoành Tráng thì nó mới có bán. Ok, 500 ml. Thì đối với cái loại sữa rửa mặt này á, nó sẽ dành cho mọi loại da luôn ha, for all skin types nè mọi người ha, và đặc biệt là những da, những bạn nào mà đang trăn trở và đau đớn về da mình đang bị mụn mụn bọc á, thì các bạn Neo rất 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 là khuyến khích mọi người sử dụng cái em này luôn, tại vì khi mà các bạn apply lên da á, nó rất là nhẹ dịu luôn. Ok, và đây nó có nói gì đây, dùng cho da nhạy cảm nè, daily care for sensitive skin. Đây là không có xà phòng cũng như là có hương vị, hương hương liệu ha, không có mùi luôn á, nên là free. Sẽ không làm cay mắt, đúng thiệt nói như vậy. Khi mà các bạn biết không, Neo rửa mặt Neo chà khắp mặt luôn, mắt mũi miệng tầm lum tà la hết mà không bị gì hết. Và nó giúp, thứ nhất là sau khi mà các bạn rửa mặt xong, cái cảm giác mà da các bạn ẩm mịn rất là nhiều luôn, rất là thích luôn, và được các nhà gia liễu khuyên dùng ha. Ok, rồi bây giờ Neo sẽ nói về thành phần của em này một chút xíu. Thành phần của em này chủ yếu là nước tinh khiết và một số loại alcohol ha, nhưng mà nó rất là nhẹ dịu cho da. Bây giờ các bạn sẽ có hai cách dùng. Nếu như các bạn dùng sữa rửa mặt với nước, thì các bạn cách đầu tiên á, các bạn sẽ làm ướt mặt, sau đó các bạn sẽ nhỏ một lượng lên trên da và các bạn massage ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ test thử cái texture của em này luôn. Còn cách thứ hai là các bạn không dùng nước mà các bạn sẽ bôi trực tiếp lên da, nó sẽ có tác dụng như là một em tẩy trang nhẹ dịu cho da vậy đó, rất là dễ chịu. Sau đó các bạn apply lên da, các bạn sẽ massage ha, sau đó các bạn sẽ rửa lại với nước giống như nước tẩy trang vậy mọi người. Ok, bây giờ Neo sẽ thử em này cho mọi người xem ha, cái texture của em này. Mở sao trời. Chết rồi. Sút cái đầu rồi. Ok. Ok, sắp được rồi nè.
Sao vậy? Lây hoay với em này rồi nha. Ok, cái lớn mở không được là mọi người ơi. Bây giờ Leo sẽ sử dụng cho mọi người xem cái chai nhỏ ha. Hy vọng là cái chai nhỏ nó vẫn còn. Ok, đây là cái texture của em này. Còn đi con, làm ơn please. Ừ, hết luôn hả? À, sáng. Đây. Ok, sorry mọi người nha. Hồi sáng mới dùng còn mà. Đừng nói là sáng nay đã hết rồi nha. Đó. Đó, cái texture của nó em này nó sẽ là một dạng gel mà nó mịn mịn như thế này nè mọi người, nó rất là mềm luôn, nó rất là mượt luôn. Khi mà các bạn apply lên trên da thì sẽ giống như kiểu như nó sẽ tan ra và nó sẽ nhẹ dịu dưới làn da của các bạn rất là nhiều. Và cái sữa rửa mặt này á, khi các bạn, một điều là khi các bạn rửa nó sẽ không có miếng bọt nào hết, và nó để lại trên da của các bạn một cái làn da ẩm mịn rất là tốt ha. Và đây là cái sản phẩm mà Neo đã thực sự trải nghiệm và Neo thấy nó rất là hiệu quả trên cho các bạn, đặc biệt là những bạn da mụn nè và da dầu, thì các bạn nên mua em này về dùng thử tại vì nó rất rất là tốt luôn. Các bạn thấy nó dung tích 500 ml này, hôm qua Neo mua là khoảng giá là 270.000 mà 500 ml xài không biết khi nào mới hết ha. Ok, nên là rất mong là các bạn hãy một lần thử đi, rồi các bạn sẽ cảm nhận thấy được là em này nó tốt tới cỡ nào. Và những gì mà Neo nói, những gì mà Neo trải nghiệm thì mọi người có thể tham khảo qua những cái này ha. Ok, rồi Neo vừa mới review xong một cái sản phẩm serum mặt, hy vọng là nó sẽ giúp ích cho tất cả mọi người trong việc điều trị mụn, chiến đấu với mụn, và da của các bạn sẽ hết mụn ha. Ok, bây giờ cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của Neo. Bye bye tất cả mọi người, và hẹn gặp lại vào một ngày gần nhất. Đừng quên like và subscribe nha. Ok, bye bye mọi người. Bye.